em ơi, không rau dưa ớt sao tái nghèo. Không rau dưa. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với Nhân Vật Sài Gòn du lịch nhé. Nay mình có đi qua chị gái bán bánh mì chả, mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú các bạn cùng đón xem nhé. Bây giờ đến đây thấy chị bán là khách là rất đông, đợi mua này. Đây bán là cực kỳ nổi tiếng ở khu vực quận 5 đấy cả nhà. Đây chị bán ngay địa chỉ góc đường Phạm Hữu Chí và đường Thuận Kiều quận 5 đó cả nhà. Đây mình sẽ vô quay chị làm bánh mì giới thiệu đến cô chú các bạn cùng đón xem nhé. Đây một sọt bánh mì mâm chả. Em chào chị nhá. Chỗ thấy bánh mì chả hấp dẫn đấy cả nhà. Hôm bữa nay em mới biết là chị có nguyên một tập đoàn 6 chị em bán bánh mì này hả? Đây là chủ tịch á. Chủ tịch tập đoàn. Dạ, hồi em không có biết. Dạ. Đây là chị có 6 chị em bán ở khu vực quận 5 này cả nhà. Bánh mì chả này. Bánh mì ở đây 13k một ổ nha cả nhà. Chủ khách mua 15 với 20 không à. Còn ai ăn ổ bình thường thì 13k. Đây thời gian chị mở bán từ 6 giờ cho đến 10 giờ. Đây cái đường góc đường Thuận Kiều và đường Phạm Hữu Chí cả nhà. Bên đây là bệnh viện Chợ Giấy. Một chú chị bạn ai đi làm buổi sáng thì mình ghé đây mua ăn thưởng thức. Rất đông khách. Kem đậu 480. Ổ 20 mình phải cân đó, cho nó chuẩn. Rau răm, dưa leo, ớt, sa tế. Thấy hấp dẫn rồi nhỉ. Đặc tiêu, hủ tiêu, miếng nước tương. Nhà mình 6 chị em ruột luôn bán lo chị. Dạ đúng rồi. Bây giờ chị nắm chùm ở quận 5 này luôn á, bán cái món bánh mì chả. Trời. Dạ nha. Nó nửa ký 70 á.
lửa ký chả thái ra. Đây một ký mình bán 150.000 là chị. Không, 140. À 140. 70 nè. Dạ. Sáng năm nay vẫn giữ giá là 140 à. Vâng. Không có lên gì đó. 20 không ốm. Thấy bữa nay chị Lý nổi tiếng ở trên mạng quá trời luôn á. Quá trời người đến quay. Nguyên một tập đoàn bánh mì. 6 chị em. Em mua nhiều quá. Có 2 ổ 15. Khách rất đông rồi kìa. 1 ký chả hả? 1 ký chả. Lạng là 15 ngàn, chị lấy mấy lạng? Lấy 20. Rồi lấy 20 cho em chút. Lấy 20 tiền. Đây anh chồng của chị này phụ thu tiền và đưa cho khách bánh mì. Bán ổ bánh mì 13.000 mà khách đến mua toàn 20 thôi. Mua ăn trả cho đã. 33 phải không anh? 213 mổ ở mổ không? Dạ 220. 2 ổ 15, 1 ổ 20. Rau răm. Không ngừng. Để tiền sẵn á. Dạ dạ. Đến bên kia luôn này. Rất đông. Hai ổ 15 nằm trong bình nhỏ.
nguyên một giỏ chả nóng hổi. Chả nóng à chị? À, bốc khói luôn á. Nhà liên tục đem qua mà nhãn nóng lắm. Dạ, xong rồi. Không xong rồi hả? Anh Sơn. 20 đầy đủ. 23 đầy đủ. Ừ. Đó, cả nhà 13 ngàn nha. Đó, 13 ngàn đó. Bao no phải không? Mai mốt người ta đến đây ăn người ta mà chưa no phải cho thêm nhá. Đông cũng chỉ một mình chị làm hả? Không có ai phụ. Hai phụ và không kém. À, là người đứng làm bánh mì luôn á. Đây cái nhà khách đông lắm nha. Sợ thật đấy, bánh mì đợi mua buổi sáng là rất đông. Đông quá trời luôn, nó sắp kẹt xe rồi. 20 đầy đủ. Giờ thêm cái 20 đầy đủ nữa. Giờ chị phải mua cho kịp. Rồi 15 không hết.
lại 35. 35. Ai đến trước là mình bán trước. Bây giờ khách yên tâm đi, mình làm rất là nhanh. Thấy đôi tay chị rất là lẹ, chuyên nghiệp. Rồi, 2 ổ 20. Có ai đến đây mà đợi lâu quá giận bỏ về không chị? À có hả? Thấy khách đông quá không kiểm soát kịp. Nhiều lúc không kiểm soát được. Dạ. Cũng là nhanh lắm, khoảng một cái là hết khách liền đó chứ. Vâng. Khách đợi chút xíu là được hết. Mà thấy khách đi khách lại đến nhiều quá à. Ra vô liên tục. Đấy chứ hôm nay ăn bạn mà khách cũng ủng hộ mình là thấy vui à. À. Hôm nay cũng ủng hộ. Nay ngày chay đó. Mấy chị em trong gia đình mình bán gần đây hết hả chị? À, đúng rồi, gần đây hết. À. À. Nước quận 8 vắng lắm. Quận 8 nó đông người nên qua đây lập nghiệp. Mình bán được bên đây mình bán luôn. Dạ. Thấy chị giỏi quá trời luôn á. Khách bán là em nhìn cực đông. 2 ổ anh. 2 ổ không hết. Làm cho em cứu đi. Lỡ khách có nhà làm không được. Dạ. Bán xe nào? Xe màu cam đúng không? Vâng, vâng. Còn đây chị gái này chưa ra mở bán à.
Đây là chị phụ. Dạ. Muối ăn là từ lâu rồi. Mà em thấy chắc mấy chị em chắc chỉ là chị là đông nhất á. À. Một mình chị khá bằng 6 chị em kia luôn. Khách đông quá trời. Khách lớn á, nói với mình cái này đó. À. Không giao luôn em ơi. Không giao luôn anh, dạ rồi em làm lại cho anh. Dạ rồi, dạ dạ, ok, lỗi em làm liền. Sáng nào mình cũng chạy xe từ quận 8 qua đây hả chị? Đúng rồi. Còn trả là chung một chỗ đó. Cũng giống nhau hết. Bởi vậy mấy anh chị cứ đi ngang qua thấy cái mâm này thì cứ ghé vô một chỗ hả? Dạ. Lên nhiều nữa lắm rồi. Anh về anh bảo coi cho tút của anh luôn á. Sọt mì bên kia mới trở đến một sọt nữa cơ nhỉ. Đây buổi sáng rồi bán rồi, mấy trăm ổ. Thấy chị có anh chồng cũng nhanh nhẹn quá hả? Thấy làm rất là liên tục. Vâng. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhé. Đây mình có được chị tặng cho một bánh mì rồi, mình sẽ thưởng thức sau. Mình ăn đây mấy lần thấy là rất ok, ngon. Và sau đây khách rất đông, cô chú chị bạn ai đi làm buổi sáng thì ghé đây ủng hộ nhé. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều.